Chào con nha, hôm nay thì bà con TF120 nè, sản xuất lắp ráp tại Indo nè, theo chuẩn bản quyền của Nhật Bản nè, Indonesia. 120 là 12 ngựa đó con, 1400 vòng trên phút, nặng khoảng trăm lẻ mấy ký, bét kim luôn mà con, đây bét kim luôn, đi luôn, bét kim luôn, bánh chấn đặc luôn rồi con. Đặc biệt cái đời TF này khỏe, cái là con lỡ có hết dầu thì cái này không cần phải xả ốc dầu bên đây. Thì con chỉ cần dẫn ngược cái này lại đây một chút là thấy không, đây dẫn ngược vậy đây lại động xả dầu chừng 30 giây thôi. Bà con tuyệt đối đừng để hết dầu nha, hết dầu nó sẽ ảnh hưởng đến bơm này lắm nè, với bét lắm. Bà con tuyệt đối đừng để hết dầu, rất đẹp, màu rất đẹp bà con ơi. Yamaha TF120 12 ngựa 24.000 vòng, màu rất là thể thao. Phụ tùng đầy đủ các bà con. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Yamaha TF. Alo. Alo. Hai máy hả anh? Đây, Yamaha TF 160. 160 là 16 ngựa bà con, đẹp cực kỳ. Đời mới bây giờ là mẫu này nha con, đời năm 2019 là mẫu này. Nó có hình này, không có thay đổi lắp dầu với hình này thôi. Còn nhiều giống bộ hết, nước sơn đẹp hơn, thiết kế nước sơn đẹp hơn, chân 160 đây, lốc ác thì đẹp hơn, quá đẹp bà con ơi. Mẫu rất đẹp, thể thao. Rất đẹp bà con ơi. Dân ma luôn, thằng heo đầu đóng như dân ma luôn. Sản xuất lắp tên đô nè, theo tiêu chuẩn bản quyền của Nhật Bản nha. Đầu rất là chắc chắn mà con, bách dầu rất là chắc chắn, cứng cáp luôn. Đây là 150 đây, F150 của Thái Lan đây. Đây 150 là của Thái Lan luôn con. Rất đẹp, mẫu rất là thể thao luôn ơi, rất là gồ ghề luôn, đường nét rất là sắc sảo luôn, đẹp. 150 là 15 ngựa bà con. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707.